Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình được nhận một cái lời mời thử thách cùng với Nick và Warren, là hai cái người mà rất là nổi trên TikTok. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại trường quốc tế ABC. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào sân cùng với mọi người. Mọi người hãy cùng theo chân mình để xem ngày hôm nay mình có những thử thách gì nha. Let's go. Hello Nick. Nhân việc gặp đầu tiên và là nhân sự việc là hôm nay sẽ thua nên là tặng anh trước. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Thì ngày hôm nay anh rất là vui khi mà anh em mình gặp nhau, cũng nói chuyện với nhau ở trên TikTok rất là nhiều mọi người. Ngày hôm nay mình đến đây để thử thách một cái challenge cùng với Nick. Sau đó thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ cùng với Warren nữa nha mọi người. Ok. Giờ mình sẽ khởi động và máy trái tiếp với nãy giờ mình khởi động suốt 3 thủ môn 1 sân 7. Máy trái quá mệt mọi người, không vào cái nào luôn. Quay một khung thành một thủ môn luôn. Ok, một khung thành một thủ môn dễ chơi hơn. Ba thủ môn quá là siêu rồi. Hôm nay thì Nick có chuẩn bị cho anh Huy ba trò chơi khác nhau. Thì trò chơi đầu tiên là sẽ đá cự ly xa, và trò chơi thứ hai ai mà ghi 5 bàn trước thì là người đó cũng sẽ thắng luôn. Và trò chơi cuối cùng đó chính là cảm giác bóng. Thì Nick sẽ ném 3 loại bóng cho anh Huy và anh Huy sẽ kiểm soát trong một cái phạm vi nhất định. Thì nếu mà anh Huy có thể làm vài chiêu màu nào đó thì nó sẽ được cộng thêm điểm sáng tạo. Làm màu thì không biết, đúng rồi đó. Cái cảm giác bóng thôi nha mọi người. Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi này. Vô quá. Trời ơi. Quá bồ. Hơi nhẹ rồi quá. Môn bay quá ghê anh em ơi. Môn bay là một may mắn của em thôi. Ok, may mắn, chúc em may mắn nha. Chúng ta sẽ chia cho anh em. Không thủy kìa. Thấy cho anh màu vàng chưa? Không có mệt được. Chứ anh này nặng lắm nha. Mình cùng trò chuyện với mọi người một chút là Warren cũng là một trong những người mà mình xem ở trên kênh TikTok cùng với Nick. Thì hai người bạn này thì mình cũng đã biết từ rất là lâu rồi, nhưng ngày hôm nay mình mới có một cái video để collab cùng với mọi người. Thì rất là vui khi mà có mặt ở đây. Nick và Warren đều là hai người mà mình thấy ở trên TikTok rất là hay luôn mọi người.
thì Warren là người nước nào? Taiwan, nghĩa là Anh. Anh. Taiwan. Hồng Kông. người Taiwan Hồng Kông. Nếu người Việt 100%. Đồng hương. Người Việt. Có một chút Việt Nam. Bà nội. Bà nội Việt Nam. Còn nick thì nhìn có vẻ khá là Tây luôn nha mọi người. Để râu. Nhưng mà Đồng hương. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cùng nick tiếp tục thử thách hai cái challenge tiếp theo nha mọi người. Let's go. Tiếp theo một cái thử thách thứ hai thì Nick sẽ đưa ra một cái thử thách, đó là mình sẽ từ đằng kia, khi nào Nick kêu ok thì mình sẽ di chuyển và Nick là người chụp goal, mình là người chơi một chạm vào khung thành, ai giành nhiều chiến thắng hơn thì là người thắng. Đúng không? Ok, vô. Ready? Go! Ready? Go! Nick vừa kết thúc xong một cái game phải nói là chạy tốc độ hơn cả bị giật nợ nữa anh em ơi. Chạy khá là mệt thì chúng ta sẽ bước sang một cái thử thách thứ ba. Thì cái thử thách này có vẻ là nhẹ nhàng hơn nhưng mà đòi hỏi một cái cảm giác bóng. Nick sẽ là người quăng bóng, bóng sân bãi, bóng nãy nha mọi người. Và mình là người khống chế bóng trong một cái phạm vi nhỏ như thế này. Nick đang muốn thử sức mình xem là mình có khả năng khống chế bóng vành số 5, sân 7 hoặc sân 1 người hay không. Anh tự tin không? Anh cũng tự tin chứ. Em tự tin cho anh luôn á. Ok, let's go. Việt Nam tin tưởng anh. Ok. Vừa rồi thì mình với Nick cũng vừa xong những cái challenge, những cái thử thách của Nick. Thì mình rất là vui khi mà được Nick hỗ trợ, được Nick mời tới đây tham dự những cái challenge rất là vui và rất là hay ho như vậy. Nick có muốn nói gì với mọi người không? Thật sự nha, là mình không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Nói chung là hôm đó là Nick nhắn anh Huy là xin anh là một làm video chung với nhau, không ngờ anh sẽ trả lời. Trong vòng 30 phút sau anh trả lời, xong rồi mình kiểu bỡ ngỡ luôn là ok em hẹn lịch rồi, xong rồi cuối cùng bay tới ngày hôm nay là bây giờ anh em được gặp nhau trên sân và làm những cái video siêu hay. Và Nick thật sự là cảm ơn anh Huy cho Nick cái cơ hội này, thật sự là em rất là em không tin được luôn á. Thì thật ra là mình cũng có xem TikTok của Nick với là Warren rồi. Thì mình cũng biết hai cái bạn này rất là ghê gớm ở trên TikTok nha mọi người. Cho nên là mình cũng ít khi mà check tin nhắn lắm, nhưng mà mình thấy một cái nick rất là quen, cho nên là mình trả lời. Thì mình hẹn là một ngày nào đó. Thì tại vì cái lúc Nick nhắn tin cho mình đó là cái lúc mà mình đang chấn thương khá là nặng, và mình bây giờ cũng đã khỏi rồi. Cho nên là mình quyết định là đến đây để cùng với Nick
giao lưu và làm những cái video hay ho để cho mọi người xem. Mình và Nick sẽ cùng chơi ở trong một cái trận bóng mini game hoặc là sân 5 hoặc là sân 7 gì đó để cho mọi người xem. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo và hy vọng là mọi người sẽ like, share và thích cái video này nha. Bye. Xin chào. Whoa!